Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Eji đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zombie Tên Tsunami nhá. Phiên bản mod thì link tải mình sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment nhá. Anh em hãy vào modgamehay.com nhá. Rồi, chúng ta vừa vào cái chết luôn. Nhưng mà chúng ta có hồi sinh từ game cơ mà. Hôm nay sẽ là Monster Truck ạ. Cuộc chiến ăn xe tải khổng lồ anh em. Đây là phiên bản mới nhất rồi. Khi nào có phiên bản mới hơn nữa thì tôi sẽ lại làm cho anh em thêm. Đó là điều chắc chắn rồi. Chết rồi, xe tải khổng lồ không ăn được. Xe tải khổng lồ yêu cầu đến 12 cái cơ. 12 con zombie mới ăn được xe tải khổng lồ anh em nhé. Nó khác biệt đấy, nó khác biệt so với con kia đấy. Perfect. Để lên nào, đúng rồi. Cũng là khá là mượt. Không ăn được hết tất cả cái coin nhưng mà tôi thiếu một con kìa. Đèn nhờ. Ngày xưa mà có con chim ma xịn là con này chết với mình đấy. Hay. Xe Monster Truck. Không ăn được hết. Nghĩa là chúng ta đi thử vận may mở chim ma anh em nhá. Lâu lắm rồi không mở chim ma. Xem cái vận may của chúng ta đến mức độ như nào. Brick. Con này thì nó sẽ cứng như thép. Vận động viên bóng bầu dục. Nhưng mà nhảy nó sẽ hơi ngắn. Và nhảy nó cũng không cao. Nhảy thấp nữa. Nhảy thấp, nhảy ngắn và không cao. Điều mỗi cái là khỏe rồi. Rất khỏe. Đấy, lừa tôi ạ. À. Lừa anh thì không được đâu. Lừa anh không được đâu. Ok đi anh em, đúng rồi. Đấy quá nhờ. 22. Perfect. Tuyệt vời. Ui xôi ôi. Quả này là xác định rồi. Đừng chết. Đây rồi anh em, ăn luôn. Nó sẽ tăng kìa, sẽ tăng. Con sẽ tăng. Tăng quá ngon luôn. Ra đang rất đông anh em ạ. Yeah, chỉ cần một sai lầm thôi là có thể đi hết cả đúng rồi luôn. Tên Tsunami, sóng thần. Quá nhiều zombie luôn. Đang là rơi tầm khoảng 23 con. Đến thế này. Tăng cả máy bay anh em. Gần 30 con zombie luôn. Rồi, và mấy con luôn. 31 con anh em. Chết rồi. Còn đây là xác định rồi. Tôi sẽ đi mở trứng chim ma nha anh em. Đó là chắc chắn rồi. Cái này là sẽ lên level cho anh em rồi. Thu thập Zest cái gì đó. Nước máy tẩm độc. Nước máy tẩm độc. Ok, chúng ta sẽ mở được thêm một cái vài cái mũ nhỏ nhỏ hay hay. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ cào tại đây lấy cái này không quan trọng lắm. Ok, đây bây giờ nó mới bắt cho mình mở chim ma này. Chúng ta có thể mở thoải mái bao nhiêu chim ma cũng được mà. Cái này cần có một cái gọi là may mắn lắm anh em ạ thì mới mở ra được. Những con chim ma quý hiếm. Không biết chúng ta có thể can thiệp được vào cái file của game này mà nó bắt cho mình con ra con chim ma kia luôn không nhỉ? Cái mở này ấy lắm, random lắm anh em ạ. Kết hợp thì đúng của cả ngày mình có một cái phiên bản mà có chim ma xịn ấy. Chim ma gọi là thiên sứ hay cái gì ấy. Vừa đẹp vừa khủng. Siêu cấp này. Nó khủng long anh em ơi. Siêu cấp xong cực phẩm xong đến huyền thoại cơ. Không được. Không thể kết hợp.
tại vì nó không phải là hai loại giống nhau, à không phải hai loại cùng đẳng cấp với nhau. Còn con cùi thôi. Cái này tôi mở đến mấy ngày ấy, từng trước từ một từng có mấy ngày mà không mở được. Quá quỷ luôn. Thôi xin khủng long được rồi. Còn đòi hỏi gì hơn nữa đâu đúng không? Xin khủng long là đẹp rồi. Ok anh em. Chờ tiếp tục là mua cái bỏ qua nhiệm vụ rồi. Ok anh em ơi, sóng thần trước chưa điều khiển lên nâng cấp được, cứ chơi đi tí sao. Đùa phát hết luôn anh em. Tiền to lắm mà, ý là do cái tác dụng của mấy con chim ma sao thì phải, nó khiến làm cho bọn này to lên. Hết chỗ mấy cái level đầu này còn dễ anh em, dễ bằng cũng đã rơi dụng bớt rồi. Đẹp thế nhờ, thì cũng mới có 11 thôi, gần nhất là 12 thì mới có thể ăn được cái đấy, thế nhờ. Ok, chúng ta đang đến đâu đây? Có thêm một con người nữa. Chúng ta sẽ là bóng bay anh em nhá. Quái mình ăn, quái mình chê. Rồi, úi dồi ôi. Để cái bóng bay này chỉ có tác dụng là qua vực thì không sợ được. Dừng xuống chưa? Úi dồi, vẫn dính bom, quả đấy không né được. Thả đấy cứ đi lên trên rồi xong. Không nhảy điểm sao mấy được chưa? Ta cũng không nhảy. Bây giờ còn 10 con, bổ sung thêm 4 con nữa là 14 con. Úi dồi, ăn được. Đấy, đấy. Những cái dài thế thường sẽ không bẫy đâu. Không bẫy đâu, mình cũng đoán là như vậy, bẫy là gì chị, phải chết rồi, tôi nhìn thấy tôi biết ngay là cái kết cục của chúng ta sẽ chết rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em trong một tập kế tiếp nhá, bye bye.